chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Mỹ Television. Kính thưa quý vị, tôi là Hoa Thế Nhân, cựu đốc sư hành chánh, và bên cạnh tôi là giáo sư Song Thuận. Tôi xin kính chào quý vị khán thính giả. Xin mời giáo sư. Song Thuận kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Mỹ. Kính chào giáo sư Hoa Thế Nhân. Vâng, thưa cảm ơn giáo sư. Kính thưa quý vị, thì trước hết chúng ta hôm nay trở lại với nhau để chúng ta nói về cái cuộc trường kỳ kháng chiến 10 năm chống lại quân Minh và lấy lại cái độc lập tự chủ cho dân Đại Việt do Đức Vua Lê Lợi, Bình Định Vương Lê Lợi khởi xướng. Kính thưa quý vị, kỳ trước chúng tôi cũng đã nói sơ qua về thân thế của Đức Lê Lợi rồi. Ông sanh tại vùng Nam của Thanh Hóa và bắt đầu là Bắc của Nghệ An, ở một cái vùng cũng hơi giáp với biên giới Ai Lao, là cái người thuộc gia đình hào trưởng, tức là một gia đình hồi xưa mà thí dụ như gọi là trong Nam thì gọi là đại điền chủ, như là những người thổ hào có ruộng vườn đông, nuôi gia nhân đông thì người ta coi như là thổ hào ở địa phương. Những người đó thường thường đó là những cái bậc tương đối, họ có tiền của cho nên họ có trí thức, họ cũng hiểu biết về lịch sử, cho nên có cái tấm lòng yêu nước mà đã thể hiện lên cao giống như Đức Lê Lợi bình sinh của người. Thì cái cuộc khởi nghĩa tại Lam Sơn, đây là cái vùng đất, cái huyện Lam Sơn là cái vùng đất của tỉnh Thanh Hóa ở gần khoảng sông Chu, thì nó cũng giáp với Ai Lao, cũng gần đó. Đây là một vùng rừng núi đặc biệt mà nó cũng là nơi hiểm trở để mà nếu mà có thể làm sào huyệt để mà chiêu binh mãi mã. Thì cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Đức Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc là giành lại độc lập tự chủ cho Đại Việt và thành lập lên nhà Lê. Kính thưa quý vị, thì cuộc khởi nghĩa Lam Sơn mình tóm lược, tôi xin phép được tóm lược, rồi giáo sư Song Thuận sẽ trình bày thêm những chi tiết mà giáo sư thấy nó thú vị. Chúng tôi không trình bày theo cái kiểu là chúng ta học sử, mà tôi sẽ trình bày theo cái kiểu là những cái điểm nhấn, những cái gì nó quan trọng và những cái gì là ý thức từ lòng yêu nước của nhân dân Đại Việt. Nó không phải đơn thuần là những cái bài học đời vua, đời quan làm cái gì chi tiết quá, thì nó không phải là một cái show truyền hình. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị khởi nghĩa Lam Sơn, thì cái cuộc khởi nghĩa này nó gồm có 3 giai đoạn lớn. Dĩ nhiên 10 năm thì nó không biết bao nhiêu là trận đánh, có thể nói hàng ngàn, hàng vạn. Thế nhưng mà có cái 3 giai đoạn mình có thể chia ra được. Nhưng mà trước khi tới đó thì chúng tôi cũng xin trình bày là cái nguyên nhân là gì quân Minh nó cai trị nước ta sau khi nhà Hậu Trần mất. Rồi đó thì là quân Minh xâm chiếm và cai trị một cách rất tàn ác, là những người nào chống lại thì nó lấy ruột ra, nó quấn vô trong chung quanh cây, rồi nó chặt đầu, nó bêu ngoài chợ, rồi nó xác thì nó làm những cái phanh thây ra, thành ra trông ghê rợn lắm. Thành ra vì cái sự tàn ác rồi, về cái trị đó thì nó bắt dân ta lên trên rừng tìm ngải quý, tìm trầm hương, thì xuống biển thì mò dưới đáy biển để săn những con hải sản quý hiếm để gửi về bên nước Tàu. Thì như vậy đó là nó cai trị với tính cách bóc lột chứ không phải là để mà điều hành cái quốc gia. Cho nên dân tình quán tháng, và Đức Lê Lợi là một người con của một vị đại gia ở vùng Thanh Hóa và là hào trưởng, cũng từng đã ra có lúc làm quan là phụ đạo cho nhà Hậu Trần, nhưng mà ông chán cái cảnh thời thế, và cái câu nói bất hủ của ông là làm trai thì phải lập chí trên trời đất, làm để có công đối với đất nước, chứ còn không phải bo bo đi làm tay sai đầy tớ cho người. Đó là ý chí của ông, bắt đầu từ cái câu phát ngôn đó. Và ông chiêu binh mãi mã ở vùng Thanh Hóa này thì trong cái giai đoạn đầu đó gặp rất là nhiều khó khăn, thường phải hứng chịu cái cuộc càn quét dữ dội của quân Minh. Đôi khi thì cũng có những trận đánh thắng nhưng mà nó nhỏ thôi, và đôi khi cũng bị quân Minh cấu kết với quân Ai Lao tấn công từ bên Sượng nữa. Thành ra ông nhiều lần rút về núi Chi Linh đến độ mà đói khát, và quân sĩ phải ăn cả ngựa voi và thiếu muối, vì vợ ông phải xuống với đồng bằng để mà giả dạng làm thường dân mua muối đem về để mà đánh đổi lấy lương thực cho quân lính ăn.
thì chúng ta thấy cái cảnh của quân khởi nghĩa nó bi đát lúc giai đoạn đầu thế nào. Đến giai đoạn thứ hai thì bắt đầu có nhiều cái thắng lợi rồi, là vì lòng người, vì lòng quán thán của nhân dân Đại Việt đối với cai trị nhà Minh, quan quân của nhà Minh, và hơn nữa là vì óc tự chủ và độc lập của người Việt muôn đời, thành ra không muốn cái quân ngoại bang xâm lược nước ta. Vì lẽ đó cho nên ông thu phục được lòng người, và người về với ông rất đông. Vào những năm cao điểm thì khoảng năm 1426 thì quân khởi nghĩa bắt đầu nương đà thắng lợi sau khi ông chiếm được vùng đất Nghệ An và Thuận Hóa, thì lấy đó làm bàn đạp để tiến quân ra Bắc, thì tiếng tăm của ông bắt đầu lên rất cao, và quân khởi nghĩa đã bắt đầu tiến về lên hướng Bắc để đánh và về thành Đông Quang, tức là cái đầu não bộ chỉ huy của quân Minh đang đóng quân. Thành Đông Quang tức là thành Hà Nội, thưa phải không giáo sư? Dạ đúng rồi, dạ. Thành Thăng Long cũng... đó. Rồi sau đó đó, nhà Minh lại đưa quân, viện quân đưa sang để tiếp viện cho cái đám quân địa phương. Thì đưa do tướng lớn, tướng mà nổi tiếng đó là tướng Liễu Thăng, là cấp hầu của triều đình nhà Minh, công hầu Bá Tử Nam đó, thưa quý vị. Thì 10 vạn viện binh của Liễu Thăng đem qua thì đã bị đánh tan ở cái vùng Đông Quang và dài lên tới Lạng Sơn. Giờ cái cuối cùng thì Liễu Thăng phải bị chết chém ở tại trận phục binh của Đức Lê Lợi tại Chi Lăng. Chi Lăng tức là nó gần Lạng Sơn lắm, đổ đi độ 10-15 cây số thì nó tới ngay cái cổng gọi bây giờ gọi là Hữu Nghị Quan á, mình hay là Nam Quan đó, thì là nó rất gần ở đó. Thành ra khi cái trên đường chạy về, chạy trốn của Liễu Thăng thì bị phục binh giết chết, và từ đó quân Minh mới là hết cái mộng là cai trị xâm lăng và cai trị Đại Việt và trả lại sự độc lập tự chủ cho dân Việt Nam. Thì nhà Lê lại bắt đầu một triều đại mới, thưa giáo sư. Dạ vâng, thì cảm ơn giáo sư Hòa Thế Nhân đã tóm tắt ba thời kỳ của Đức Lê Lợi đánh nhau với lại quân Minh. Thì chúng ta biết là quân nhà Minh đó đã quét sạch cái đám mà quân của Nguyên Mông đó. Nguyên Mông nó cai trị nước Tàu, nó có 2,5 triệu người thôi, dân tộc đó. Thì nó đã cai trị cả hàng trăm triệu không? Thì nó có bao nhiêu rồi. Cho nên về sau này đó, nhà Minh đã chiến thắng, tức là chiến thắng được quân Mông Cổ. Thì những cái người mà nhà Minh họ về chiến thuật đó, họ không có thua kém gì cái việc mà đánh thủy đâu. Họ cũng là dân ở Lớn Quảng. Thì chúng ta biết rằng vùng Lớn Quảng thì cũng có biển, có sông như là Việt Nam vậy. Cho nên chúng ta không có dùng áp dụng cái việc mà đánh thủy giống như là thời Ngô Quyền đánh quân Nam Hán, hay là đánh thời quân Nguyên Mông mà Đức Trần Hưng Đạo đó đã đánh quân Nguyên Mông ở trận Bạch Đằng đó. Thì bây giờ cái chiến thuật nó đã thay đổi rồi. Cái chiến thuật sở dĩ nó thay đổi như thế đó thì phải có chiến thuật mới để mà đánh cái quân xâm lược Minh. Bởi vì sao vậy? Vì chúng ta biết rằng khi mà nhà Hồ thắng lên làm vua, tức là cướp ngôi của nhà Hậu Trần đó, nhà Trần đó, thì nhà Hậu Trần đã nổi lên và rất nhiều binh quân đội, quân người Việt Nam đã nổi lên. Điều giáo sư Hòa Thế Nhân nói là cái việc mà đây làm việc đánh quân Minh không phải là một số người đánh mà toàn dân kháng chiến. Lúc này là toàn dân, là vì khi mà quân Minh nó dập tan nước Đại Ngu, tức là nước mà Hồ Quý Ly đã đặt ra, lúc đó tên là Đại Việt đổi thành là Đại Ngu, và lấy lại Hồ đó, thì dân chúng không có phục. Dân chúng không muốn là mình làm nước Đại Ngu, mà muốn là một Đại Việt, và dân chúng vẫn còn thương nhớ nhà Trần lắm. Cho nên quân Minh đã dùng cái biết được cái việc đó,
và đã chiến thắng họ Hồ. Thì cái giai đoạn đầu mà sau khi các phong trào nhà Hậu Trần rồi các phong trào nổi dậy chống quân Minh đó, đã bị quân Minh đàn áp tan rã hết, thì lúc đó chúng ta thấy rằng ông Lê Lợi đã được ông Nguyễn Trãi đã giúp, thì ông Nguyễn Trãi đưa một cái gọi là bình ngô sách. Trong này một chiến thuật bình ngô sách thì giống như là cái chiến thuật chúng ta nói lần trước đó, nó là một chiến tranh tâm lý. Cái chiến tranh tâm lý này rất là hữu dụng, hữu nghiệm, rất là hiệu nghiệm và hữu dụng. Bởi vì đánh với một nước mà to lớn mà mạnh, nó ngay sát nách ấy, là nước Tàu đó, thì không thể nào mà chúng ta giằng dai đem hết sức lực như cắn mà đánh nó, là một ngày nào đó ta quyệt quệ thì nó nắm đầu ta vào không? Thì ta vừa đánh mà vừa đem cái gọi là cái chiến thuật là công tâm, tôi đánh vào lòng người, đồng thời đưa ra một lý tưởng là lấy đại, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Đây là cái lý tưởng của Đức Lê Lợi đưa ra và được Nguyễn Trãi đưa tới vào. Thì trong cái việc này chúng ta thấy rằng, thứ nhất phải làm cho cái quân đội mà xâm lược đó nó sợ. Đó. Nó giận như thế nào? Tức là phải tập kích. Đánh tập kích, đánh du kích. Trong cái trận, những trận mà đánh vào du kích đó, thì đánh cho nó mới đầu đó, thì ông Đức Lê Lợi đó, ta dùng là bao nhiêu quân đó, là chém cho hết, giết cho hết. Rồi sau đó ông thêm vào cái là chứ khi mà là cái gọi là công tâm đó, tức là đánh vào lòng người đấy, thì ông bảo bây giờ nó giết bao nhiêu nó dọa nó sợ, nhưng mà những tên nào mà đầu hàng ấy thì cho nó được sống, mà dùng cái một bút thành thật chứ không phải là chỉ giả bộ đâu, cho được sống hẳn hoi, cấp lương thực cho nuôi nó một nơi. Thì làm như thế tức là những quân mà xâm lược nó đi nó sợ lắm. Nếu mà đánh thì nó chết, mà được tha thì nó được đối xử rất là tử tế. Đấy là một cái chiến tranh chính trị rất là hiệu nghiệm. Thì giai đoạn đầu chúng ta biết rằng quân của Đức Lê Lợi là đã bị thua nhiều trận, đến nỗi mà như ông Lê Lai đã phải liều mình ra cứu Chúa. Tại vì sao vậy? Tại vì mỗi lần mình thắng, mình tập kích mình thắng, thì mình lộ cái nơi cái mục tiêu của mình rồi, cái nơi mà đóng quân của mình, thì nó đem đến quân mình, nó đem đến nó tàn sát, nó đem hết cả quân lực nó đến để nó bao vây mà nó giết tiểu tiêu diệt. Cho nên Đức Lê Lợi đã vợ con phải chết, và tướng, nhiều tướng cũng vợ con cũng bị bắt. Nhiều trận là như giáo sư nói là phải ăn cả những voi ngựa rồi, phải không? Và có khi phải đầu hàng, cũng phải là đầu hàng, nhưng mà phải dùng chính sách là trá hàng, tức là làm tốt với nó đấy, là gọi là hòa hoãn đó. Đấy, có nhiều trận, nghĩa là tùy theo cái ứng biến thôi. Đó. Thì có một lần đó là Đức Lê Lai đã liều mình cứu Chúa, mặc quần áo của vua Lê Lợi, cưỡi voi ra ngoài đi một hướng khác. Và quân Minh nó tưởng là Lê Lợi ra phía đó, nó ra nó diệt, nó giết. Và ông Lê Lai bị bắt rồi bị giết. Thì trong khi đó ông Lê Lợi nó có đường thoát thân, và các bộ tham mưu không cứu, không những cứu cả ông Chúa mà cứu cả các bộ tham mưu của Chúa nữa. Đó là chúng ta thấy rằng cái giai đoạn rất là khổ cực. Phải không? Bây giờ chúng ta nói sang cái giai đoạn 2. Thì... Thưa giáo sư, trước khi giáo sư nói đến cái giai đoạn 2 thì tôi cũng xin trở lại một chút, là vì... Đức Lê Lợi như tôi trình bày khi nãy là người có ý chí từ lúc nhỏ, chứ không phải đợi tới mà lúc mà nhà Minh sang cai trị, xâm chiếm và cai trị nước ta thì vì quốc ức một cách như là cấp thời rồi là có những cái phản ứng nó gọi là đột phát đâu, mà ông đã nuôi ý chí, là cái câu nguyên văn của ngài là làm trai sinh ở trên đời nên giúp nạn lớn lập công to để tiếng thơm muôn thuở, chứ sao lại cứ bo bo làm đầy tớ cho người.
tức là ông đã kích những người mà đầu hàng giặc Minh rồi đi làm quan làm này kia để cai trị lại đồng bào mình, mà lại còn tàn ác hơn là quan quân của nhà Minh nữa. Thì đó là vì cái mối hận đó ông mới bắt đầu âm thầm đã chuẩn bị. Đây là những cái sách lược mà người đã chuẩn bị. Trước hết đó, cái giai đoạn, cái điểm đầu tiên là phải tạo cái dư luận ở quần chúng cái đã. Bởi vì mình đi khởi nghĩa không phải chỉ một năm mấy người, mà cả một tập thể quần chúng lớn lao cùng khởi nghĩa đó, thì quân địch nó mới thua được. Chứ còn nếu mà năm bảy người thì nó giết đi rồi thì thôi, tàn lụi, không có chỉ huy, không có lãnh đạo nữa, thì quần chúng tan rã. Thành ra trước hết là phải tác động cái dư luận quần chúng. Thì ông đã cho những cái người mà đánh cá cũng như là những người mà nông dân đi tuyên truyền, thí dụ như là về nghề chạy lưới đó, theo sách Lam Sơn Thực Lục của Hồ Sĩ Dương đó, viết vào lúc năm 1676, bây giờ vua kết bạn Keo Sơn với Lê Thận, tức là Nguyễn Thận, người ở huyện Cổ Lôi, Mục Sơn, là ông này là làm nghề chài lưới, và đêm ấy người ta thấy ở dưới đáy nước bỗng có một ánh sáng ngời lên như một bó đuốc, và Thận quăng lưới cả đêm mà chẳng được con cá nào, chỉ được một thanh sắt dài hơn một thước. Thì Thận liền đem về để trong góc nhà. Hôm đó Thận làm dỗ gia tiên, vua sang nhà Thận chơi, thấy trong góc tối của nhà Thận có ánh sáng thì nhận ra đó là thanh sắt. Vua mới hỏi là thanh sắt nào vậy, thì Thận đáp là đêm trước tôi ra quăng lưới ở đầm Ma Viện rồi tình cờ bắt được cái thanh sắt quý này. Thì vua liền xin và Thận cho ngay, biếu ngay. Thì thanh sắt ấy đem về mài ra thì thấy hai chữ Thuận Thiên và chữ Lợi, tức là bắt đầu đã chuẩn bị. Nghĩa là dân ta thì hãy tin vào cơ trời, tức là nói là đây là cái người mà đã thuận với lòng trời để mà khởi nghĩa. Vì vậy rồi sau đó đó, như giáo sư Song Thuận có nói khi nãy, là cái chuyện cụ Ức Trang Nguyễn Trãi về để giúp thêm, để mà vẽ lên, lấy dùng mỡ vẽ lên những cái, trét lên những cái lá cây, và trong đó chữ viết là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Đó, tức là những cái công tác đó, công tác tác động vô dư luận quần chúng để tạo quần chúng một niềm tin mãnh liệt là có một cái đấng được trời sai xuống để cứu dân Nam, gọi là đấng cứu thế hay là đấng vua, đấng hoàng đế thì cái gì đó cũng được. Nhưng mà điều là khi làm dân tin vào như vậy thì họ mới hy sinh được. Rồi sau đó cái giai đoạn thứ hai là ông bắt đầu xây dựng lực lượng, mà xây dựng lực lượng này là tập hợp những cái trai tráng, đinh tráng trong cái làng của ổng á, trong những cái người dòng họ ổng và bà con ổng, rồi những cái người ở chung quanh đó làm nông dân, làm gì cho làm ruộng, làm vườn cho gia đình ổng đó, cũng độ 1.000 người, tức là 1.000 người khởi nghĩa, nghĩa là đầu tiên. Rồi ngay sau đó thì vào tháng 2 năm 1416 thì họ gom lại hết những cái đất hào, đấng hào kiệt mà chiêu mộ được về á, tại Lũng Nhai, tức là cuộc hội thề Lũng Nhai vào tháng 2 năm 1416 để mà ăn máu uống thề với nhau đó, để mà tập hợp nhau lại để mà tuyên bố là cái cuộc khởi nghĩa bắt đầu. Thì sau đó đó nó có giai đoạn hết, chứ không phải là tự đột phát rồi đánh vài ba cái đồn gọi là cuộc khởi nghĩa được. Cái đó chỉ là một cái chuyện nó bức xúc rồi nó làm nghĩa là vậy thôi, chứ còn không có chuẩn bị thì không phải. Đây là một cuộc chiến tranh ông đã tiên đoán rất là lâu dài, cho nên phải chuẩn bị từng giai đoạn một. Rồi sau khi mà thề Lũng Nhai giữa các cái người hào kiệt đó thì khắp nước về, cũng như những người nào mà dân binh của Đức Lê Lợi đó, thì ông bắt đầu chiêu mộ, ông ra chiêu mộ nghĩa binh trên toàn quốc và bắt đầu luyện tập võ nghệ và huấn luyện quân sự và rèn vũ khí, tích trữ lương thực, tức là lúc đó là giai đoạn để chuẩn bị. Và đến mùng 2 Tết năm Mậu Tuất, tức ngày 7 tháng 2 năm 1418, thì ông dừng cờ khởi nghĩa. Lúc bấy giờ, Bình Định Vương Lê Lợi đã lãnh đạo được một lực lượng nghĩa binh gồm 35 quan võ, 200 thiết kỵ, 200 nghĩa sĩ, 200 dũng sĩ và 2.000 người đều tham gia làm hậu cần như nấu bếp, chở đồ, hộ vệ, là tất cả những cái gì về công tác hậu cần là có những cái 2.000 người. Có thêm được 14 con voi chiến theo Lam Sơn Thực Lục của Nguyễn Trãi viết năm 1431. Đó, thì 14 con voi chiến để đánh người
Thực ra Đức Lê Lợi là người có gốc người Mường và ông rất giỏi về tượng quân. Đó. Người mà ở trong những cái vùng chúng ta thấy như người thượng, họ điều hành voi rất rất là giỏi. À, con voi á, nó đánh trận rất là hay, bởi vì tên thường bắn nó không thua gì hết, thì da nó dày, nó chiến đấu dũng cảm lắm. Đó, rồi bắt đầu đó, giai đoạn ông viết cái Hịch Khởi Nghĩa, đây là giai đoạn mà Nguyễn Trãi bắt đầu hợp tác với Đức Lê Lợi để làm một cái quyển Bình Ngô Đại Cáo. Thứ nhất là để lên án sự cai trị của giặc Minh. Thứ hai là nêu nhân nghĩa của việc khởi nghĩa và kêu gọi toàn dân đánh lên để đánh đuổi giặc Minh đô hộ để giành lại độc lập và chủ quyền cho đất nước để muôn đời dân được an cư lạc nghiệp. Đó là những giai đoạn mà đã chuẩn bị. Thì nghĩa là chuẩn bị xong rồi đó thì bắt đầu là diễn tiến cuộc khởi nghĩa, thưa giáo sư. À, vâng. Thì chắc là chúng ta cũng để cho phần 2 nói chuyện nhiều hơn phải không ạ? Dạ vâng. Yeah.